À, với những củ đục mà chạy thường xuyên bị nóng này, nhiệt độ lên cao này, thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn là thông nước cho củ đục này. Thì dụng cụ trước tiên chúng ta chuẩn bị gồm có một vòi hơi này, một đoạn ống tiêu 8 này, cờ lê 14 này. Đấy, trước tiên là chúng ta sẽ ngắt ngắt máy bơm, là hệ thống làm mát nước của máy này, ngắt điện này. Hay là dùng cờ lê 14 để tháo hai ốc nước giữ. Các bạn để ý là đường nước làm mát của củ này sẽ có hai đường nước vào này. Các bạn sử dụng ống tiêu 8 bạn cắm vào một đầu này. Đầu kia chúng ta sẽ sử dụng vòi hơi này. Bạn sẽ xịt nha, và bạn sẽ hướng cái ống tiêu 8 ra ngoài để tránh nước bẩn nó bắn vào máy này. À, mình sẽ kiểm tra là cái lượng hơi ở đầu này ra xem có mạnh không, nếu mạnh thì củ đã được thông này. Ok.